nhưng mà người ta kêu vợ ơi kìa. Vợ ơi, em nghe. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm theo yêu cầu của các bạn nha. Rất là nhiều bạn á là yêu cầu mình á là anh ơi, em thách anh á là kêu chị Dương X Baby bằng vợ ơi á. Em nghĩ anh không dám làm đâu. Trời đất ơi, bây giờ á các bạn nghĩ là mình không dám làm chứ gì? Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem. Trời, tại sao mà mình không dám làm? Trời, kêu bây giờ mình vợ có gì đâu mà không dám. Rồi bây giờ á thì mình sẽ bắt đầu là ủa cái gì đây? Mình bấm lộn vô cái gì rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tele cho bé Dương nha. Đó, mình sẽ thử kêu bé Dương bằng vợ ơi xem như thế nào nha các bạn. Này thì các bạn nói mình không dám à. Đó, có cái gì đâu mà không dám các bạn ơi. Cái này nó rất là bình thường. Nếu như các bạn đã thách đó thì mình sẽ nhận cái thử thách này và mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Ủa đang làm gì trời trời đất ơi, đang đi đầu đá các bạn ơi. Kiểu như bé Dương mới tạo mặt lại á mọi người cho nên là rất là cần cù. Bây giờ á thì mình sẽ kêu nha. Đó, mình sẽ chat là vợ ơi nha. Đó. Rồi mình đã chat lên vợ ơi thì bé Dương. Ôi các bạn để coi bé Dương nói cái gì nha. Hả? Chấm hỏi chấm hỏi. Tiếp tục nha các bạn ơi. Đó, tiếp tục nha. Vợ ơi. Vẫn hả nữa, tôi chịu luôn á. Trời kia, anh nói cái gì vậy? Trời chịu ơi, mình nói chữ vợ ơi cho mà hỏi với anh nói cái gì vậy? Anh nói vợ ơi. Mình tính bấm vô cười ha 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 nhưng mà kỳ lắm các bạn ơi. Nếu mà mình nói ha, ai vợ anh á? Ủa gì vậy? Em á. À, để xem bé Dương nói cái gì nữa đây. Cái gì vậy? Mình ghi thêm chữ yêu nữa nha. Đó, vợ yêu ơi. Ủa gì vậy, khoe cát gì vậy? Nay ai xúi anh hay gì vậy? Sao ông bé Dương biết mình ai xúi vậy ta? Sao hay vậy? Ủa giờ sao ta? Giờ phải làm cách gì nữa nè? À đúng rồi, bây giờ thì mình sẽ nói là không ai xúi hết. Không có ai. Giỡn mặt hả? Trời, không ai xúi hết á. Trời đất ơi, sai chính tả rồi. Có ai xúi đâu trời. Nói thiệt mà. Ai cho mà kêu vợ ngọt xớp vậy? Ờ, anh muốn kêu. Ờ, không có ai cho hết nhưng mà mình muốn kêu nha các bạn. Trời ơi, giờ kêu phải cho mới được kêu nữa hả trời. Kêu ở ngoài thì còn tạm chấp nhận được. Ủa vậy? À, ý bé Dương là kêu mình gặp ở ngoài á. Chát chát, không uy tín miếng nào hết. Thôi chịu ơi. Vậy là bé Dương là chấp nhận khi mà mình kêu ở ngoài nha các bạn. Còn kêu ở trong game không chịu. Đúng rồi, cũng có rất là nhiều bạn á là comment trong kênh của mình á là thách mình á là làm vlog. Anh ơi làm vlog gặp chị Dương đi. Mà từ đó giờ mình cũng chưa gặp chị Dương nữa. Không biết là mình có nên làm một cái vlog gặp chị Dương, gặp bé Dương ở ngoài đời không ta. Nếu mà video này đạt được 1.500 like đi là mình sẽ đi lên gặp bé Dương và mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Với điều kiện là phải đạt đủ 1.500 like nha các bạn. Thích kêu thì zoom deep kêu em nghe. Hỏi chịu ơi. Mình mắc cỡ các bạn ơi, cho nên là mình chat nãy giờ mình không có dám rủ với Dương vô đít. Giờ với Dương rủ mình vô đít rồi. Nếu mà vô đít phải nói kiểu như là mình nói với nhau luôn á các bạn. Không thì đi ra ngoài chơi cho em đào đá. Ôi chịu ơi. Rồi bây giờ mình sẽ nhắn tin là mình sẽ nói mình với Dương mình vô liền nha. Để anh vào liền. Rồi bây giờ mình sẽ vô đít nha. Anh đây, hello. Ủa? Gì à? Ủa kêu vô là vô thiệt á hả? Ờ, vô thiệt chứ không lẽ nó xạo chạy. Là anh chơi em đúng không? Cái gì? Treo cái gì? Nãy giờ anh ở trong em, anh chat chat anh chơi em đúng không? Có đâu. Ai xúi anh nói đi. Có ai xúi đâu, không ai xúi hết á. Chứ sao vô nay kêu vậy? Bình thường có bao giờ vậy đâu. Ủa thì ngày hôm nay tự nhiên cảm thấy thích em quá thì kêu. Ờ thích em hả? Thích em nhiều không? Nhiều. Nhiều như thế nào? Thì nhiều tới mức mà phải kêu vợ ơi đó. Nhiều tới mức kêu vậy thì thấy nó chưa uy tín lắm. Ủa chứ sao không uy tín chạy? Nhiều thì mức đấy phải yêu nhau đi chứ sao kêu này kêu kia nó kỳ cục đúng không? Ủa chứ yêu nhau đi là làm sao vậy? Ủa thì là vậy đó, anh giả bộ anh giả ngơ đúng không? Là sao là hai đứa mình yêu nhau hả? Ừ hai đứa mình yêu nhau. Và sau này thích kêu như thế nào thì kêu. Hợp lý chưa? Ủa nhưng mà em đang nói thiệt hay nói chơi nói giỡn à? Chị nãy giờ anh kêu em bằng vợ ơi là anh nói thiệt hay anh nói giỡn vậy? Thì anh nói thiệt nhưng mà tại vì bữa nay anh cảm thấy tự nhiên nhớ em quá chừng luôn cái gọi em đó. Nhớ em hay là thích em? Nhớ em. Nhớ em thì liên quan nhìn tới việc kêu vợ ơi thì gọi là thích em nhiều thì mới kêu vợ ơi chứ. Vậy cả hai cái luôn. Nhớ với ồ, thích luôn. Yeah. Vậy là không ai xúi đúng không? Tự làm mà muốn kêu đúng không? Đúng rồi, không ai xúi hết. Không ai xúi hả? Sao nghe nó kỳ kỳ ta? Có chắc là không về em đâu đó. Thế cái này là tự nhiên anh muốn kêu mà có ai xúi đâu. Trời, ủa giờ không lẽ anh ai xúi anh trời, ai mà xúi anh được? Không ai xúi anh được hết. Không, anh là thấy nhiều người xúi anh lắm rồi đó. Ủa như vậy à, ai có ai xúi anh đâu mà nhiều người trời. Thở tí là này kia kêu người này người kia xúi anh mới như vậy á chứ anh đâu có muốn vậy đâu. Nhớ lại trước đi. Không, cái này thiệt, cái này không ai xúi hết á, cái này là kêu thiệt. Nhớ rồi, là tự nhiên này muốn kêu hả? Ờ thôi nếu mà muốn kêu thì cũng được. Ý là cũng ok đâu, kêu lại phát em nghe nào. Trời ơi. Chưa yêu nhau mà kêu vậy cũng được, em cảm thấy cũng ok. Nhưng mà người ta kêu vợ ơi kìa. Vợ ơi, vợ ơi, em nghe. Ông ngại thế. Gì trời? Ủa tôi nhớ, tôi ngại quá. Tôi bị gọi là tôi bị mắc cỡ, tôi kiểu tôi bị ngại. Ây da, thôi anh này chờ nhà em đi đào đá tiếp đây, tạm biệt. Ủa gì vậy?
Ngại quá, ngại quá. Ủa mắc gì ngại trời. Ngại chứ sao không. Nó khó nói quá. Yêu ơi, cứu tụi dây. Ủa nhưng mà tự nhiên không làm gì làm đi đào đá vậy. Em đang kiếm em cô em chế cần câu vàng á, anh có chưa? Trời đất ơi, dĩ nhiên là có rồi. Nè nè, ạc tủ mà. Kìa kìa, có kim cương kìa. Có ai bên cạnh cái có kim cương này luôn. Nào ấy. Tự nhiên không phe kim cương trời, tự nhiên chưa hết cắn tiêu rồi. Em bấm nhanh quá. Vậy hỏi chịu kim... rồi. Cắt rồi đó nè, phe cho anh coi nè. Ây, cái anh này cục kim cương đầu tiên luôn á. Nhìn nhờ anh đứng chung mới có cục kim cương á, chứ không làm gì có. Mà anh đứng chung anh tới nhành của em đúng không? Không, quên nữa, anh kêu em phải bằng vợ ơi chứ. Hả, cái gì trời? Ủa, nhưng mà nếu anh kêu em bằng vợ, em kêu anh bằng cái gì? Kêu anh bằng bạn anh Hòa. Ủa gì vậy? Chứ giờ kêu làm sao? Mất gì không? Đừng có mà anh và anh đã ký rồi vậy. Ủa kêu vậy nó đâu có hợp. Không có hợp hả? Vậy thì kêu như thế nào? Ủa chứ thường thường nếu mà đã có vợ rồi thì mà vợ sẽ có gì? Không biết nữa, em ngu rồi, đó giờ em không biết mấy cái này. Người ta còn nhỏ hay hỏi quá. Đâu anh nói thử coi nào. Cái gì trời, con gái khi đủ tuổi sẽ lấy cái gì? Lấy bằng. Bằng gì? Bằng lái á anh. Trời. Thì đủ tuổi rồi đi học lái xe lấy bằng đó. Đủ tuổi ra trường rồi lấy bằng tốt nghiệp luôn. No. Thì lấy. Ê, có vợ là phải có cái gì đó? Có vợ là phải có. Có vợ là phải có người yêu. Thì có người yêu mới có vợ được chứ. Nhưng mà cái đó là với con trai. Còn với con gái là có gì? Có người yêu luôn. Nhưng mà lớn hơn người yêu một xíu. Lớn hơn người yêu là chị người yêu. Cái gì đẳng cấp hơn người yêu? Super VIP người yêu. Gì vậy? Thì đẳng cấp rồi đó anh. Vợ là sẽ đi chung với ai? Sao anh hãy nãy hỏi vậy? Người ta đã khui phục, người ta không biết rồi mà sao hãy hỏi vậy? Thôi chịu rồi, biết nói gì giờ. Ủa chứ thường thường là vợ sẽ đi chung với ai? Vợ sẽ đi chung với chồng. Thì bây giờ anh kêu em bằng vợ ơi. Thì anh kêu em bằng vợ ơi, em kêu anh bằng anh Hà ơi. Nói chung là em kêu vậy cũng được, anh sẽ đi mét mấy bạn. Ủa gì vậy? Ủa nãy giờ anh làm gì vậy? Gì trời? Mấy gì nãy giờ tụi mình nói chuyện bình thường, mấy gì vậy? Ủa nãy giờ anh đang quay clip á, mấy bạn kêu anh á là cái gì, mấy bạn thử thách anh là kêu em bằng vợ đi xem em phản ứng như thế nào. Mấy bạn còn nói anh không dám làm, bây giờ anh dám làm rồi đó. Này nha, anh nhìn nha, anh nhìn cái cuốc của em không? Ông tiếu cái đầu anh bự ngay cuốc rồi luôn á, anh tin không? Thích kiếm chuyện không vậy? Ê, mấy bạn còn thách anh á là lên gặp em nữa kìa. Lên gặp em á hả? Đúng rồi. Coi nếu mà video được tầm 2000 like thì chúng ta lên gặp nhau đi. Ây chá. Ê các bạn ơi, hồi nãy là mình nói có 1500 like rồi, nhưng mà với Dương siêu 2000 like mới được gặp với Dương nha các bạn ơi. Cho nên á là bây giờ các bạn hãy giúp mình lên 2000 like nha, thì mình sẽ lên gặp với Dương nha các bạn. Chị đánh giá có 1000 like thôi hả? 1500 like. 1500 like cũng ít quá, phải 2000 chứ. Thì đó, thì bây giờ thì sửa lại. Đó, mấy bạn gắn giúp mình lên 2000 like nha các bạn, mình sẽ lên mình gặp với Dương nha. Còn nếu mà 1500 like á thì mình lên mình gặp với Dương, mà với Dương không chịu gặp mình các bạn, cho nên là phải thêm 500 like nữa thì với Dương mới chịu ra gặp mình nha. Trời đất ơi. Nhà rửa lai là anh toàn coi vlog là hello mọi người, hôm nay mình qua nhà bé Du, nhưng mà bé Du nắm cửa rồi nên là mình sẽ quay vlog sinh tồn một ngày một đêm ở trước cửa nhà bé Du cho mọi người cùng coi nha. Ăn giả trước cửa nhà luôn hả? Đúng rồi. Hiểu rồi. Đó, ok tồn. Vậy nha các bạn ơi, nếu như các bạn muốn mình gặp bé Dương á thì các bạn hãy để cố gắng là giúp nha, kéo cả dòng họ anh chị em cô bác này nọ, các bạn bè trong lớp giờ gán đủ 2000 like nha các bạn. Đó, mình sẽ lên gặp bé Dương nha, và mình sẽ quay lúc mà mình đi lên với Dương và gặp bé Dương cho các bạn xem luôn nha. Dạng kiểu như vlog hay các bạn thách thức mình ấy. Còn bây giờ mình nghĩ chắc video của mình đến đây cũng kết thúc rồi nha các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Bye bye. Nhớ đừng có like và đăng ký kênh nha. Yêu cả nhà nhiều lắm mama.